Con gái ca sĩ Mỹ Linh bất ngờ công khai bạn trai, dân tình đồn đoán phản ứng của nữ diva. Nhiều netizen đoán già đoán non về phản ứng của nữ diva, nhưng sự thật vẫn là ngày 10 tháng 2, Mỹ Anh, con gái nữ diva Mỹ Linh chia sẻ hình ảnh chụp cùng Vũ Công Quốc Tiết. Trong hình, Vũ Công khoác vai và tựa đầu vào Mỹ Anh khá thân thiết. Cùng thời điểm, Vũ Công Quốc Tiết chia sẻ loạt hình tương tự trên trang cá nhân. Điều đó làm dấy lên thông tin Mỹ Anh chia tay Grand Event và có bạn trai mới. Nhiều đồng nghiệp và khán giả như Văn Mai Hương, Tờ Linh, Nicki Monster gửi lời chúc mừng Mỹ Anh và bạn trai Vũ Công. Nguồn tin riêng nói với Zing, Mỹ Anh chia tay Grand Event từ lâu, hiện nữ ca sĩ tìm hiểu Vũ Công Quốc Tiết. Phóng viên Zing liên hệ, đại diện của Mỹ Anh và Vũ Công Quốc Tiết từ chối chia sẻ về vấn đề riêng tư. Chuyện đời tư Mỹ Anh không muốn bình luận thêm, Mỹ Anh từ chối trả lời vấn đề này, đại diện của Mỹ Anh nói với Zing. Trước đó vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, Mỹ Anh cũng đăng ảnh thân mật bên bạn trai nhưng không tiết lộ danh tính. Mỹ Anh hiện là một trong những giọng ca trẻ được chú ý nhất. Con gái Mỹ Linh chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2020 với MV Got You do cô tự sáng tác, lên kịch bản. Năm 2021, Mỹ Anh tiếp tục gây chú ý với những tiết mục âm nhạc hiện đại mang đậm màu sắc US-UK khi tham gia chương trình The Heroes. Mỹ Anh có thời gian hẹn hò với nam ca sĩ Grand Event. Họ quen biết khi học cùng cấp 1. Vũ Công Quốc Tiết là thành viên của nhóm nhảy Last Five Crew. Anh nổi tiếng từ khi tham gia biểu diễn cùng Tờ Linh trong chung kết 1 của Rap Việt mùa đầu tiên lên sóng ngày 7 tháng 11 năm 2020. Vũ đạo đẹp mắt cùng ngoại hình điển trai của Quốc Tiết khi đó gây chú ý trên mạng xã hội và được khán giả khen ngợi. Anh cũng tham gia nhiều MV như Gái Độc Thân, Càng Cua. Ở phía gia đình giọng ca Pilas, diva Mỹ Linh chưa có phản hồi gì trước thông tin yêu đương của con gái. Netizen vì vậy càng tò mò về phản ứng của nữ nghệ sĩ khi biết con gái 19 tuổi của mình nay đã có bạn trai. Tuy nhiên, không giống với các ông bố bà mẹ khác, nữ diva có vẻ là một người tâm lý và ủng hộ con cái. Nhưng trước đây khi anh Quân, con trai lớn của ca sĩ Mỹ Linh cũng đã từng thông tin chuyện mình có bạn gái, khi ấy anh chàng cũng mới vừa tròn 19 tuổi. Phản ứng của mẹ Mỹ Linh lúc đó khiến nhiều chị em phụ nữ suy nghĩ, đồng cảm cũng như hiểu thêm về chuyện tình cảm con trai mình. Mỹ Linh kể, hôm 26 Tết vừa rồi nhà gói bánh chưng nên mình bảo các con rủ bạn bè xuống tập gói cho có không khí Tết. Bạn gái của con trai nhà mình cũng xuống, cháu là người Lai Úc và Indonesia nên trong cách ứng xử vẫn có nét gì đó dịu dàng kiểu châu Á, chắc từ gen của mẹ. Hai đứa lần đầu cùng nhau gói mấy cái bánh mà đẹp lắm nhé. Lần đầu tiên nhà gói bánh mà thấy toàn ngoại ngữ, mẹ cứ giỏng tay lên mà nghe hiểu. Sau màn gói bánh thì mẹ rủ hai đứa đi bộ leo núi chơi. Lúc nào đi vào rừng thông nhìn hai con mà cứ thấy cảm động thế nào. Thấy các con cứ quấn quýt, ánh mắt chẳng rời nhau, thương nhiều lắm. Mấy lần mình vòng tay theo thói quen định ôm eo con trai xong chợt nhận ra cô gái đáng yêu bên cạnh nên lại rụt tay lại. Dường như cậu con trai cũng ngại ngại, không bày tỏ tình yêu với bạn gái như bình thường. Mẹ mới nhận ra khi hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông thì có lẽ đó là mối quan hệ khó khăn. Mẹ lặng lẽ đi nhanh về phía trước và có trượt chân ngã một cái. Cậu con chạy theo hỏi mẹ sao không, mẹ không sao, không bao giờ làm sao. Mẹ đi trước và cảm nhận tình yêu các con cho nhau, đầy cả phía sau lưng nên mẹ đang tủm tỉm. Ai cũng có thời gian của mình, mẹ cũng có thời gian của mẹ, giờ là các con. Thương yêu nhiều lắm con trai mẹ. Tết Mậu Tuất những ngày chuẩn bị cho con trai đi học xa nhà. Hy vọng thời gian tới, nữ diva sẽ sớm có động thái ủng hộ con gái trong chuyện tình cảm và giải đáp phần nào thắc mắc cho người hâm mộ. Thậm chí là biết đâu còn có sự kết hợp của cả mẹ con gái và chàng bạn trai của con trong một sản phẩm âm nhạc tuyệt vời nào đó nữa.